Ông Gabriel Bolanos, một nông dân tại bang California, đang phải vật lộn với chi phí vận tải tăng vọt. Lợi khuẩn NK Sirotai trong Yakult giúp tăng cường hệ miễn dịch trong mùa dịch, nghiên cứu được đăng tải trên trang thông tin của Bộ Y tế. Ông lo lắng rằng trong những tháng tới, tình hình sẽ còn trở nên tồi tệ hơn. Giá hạt giống tôi mua để trồng trọt đang tăng mạnh. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc kinh doanh. Tệ nhất là giá xăng. Anh thấy đấy, chiếc xe ô tô của tôi khá lớn. Nó tiêu tốn trung bình khoảng 37 đến 75 lít xăng mỗi lần chạy. Và bởi vì tôi chỉ là người kinh doanh nhỏ, nên rất khó để chi trả các khoản tiền này. Tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng được xem là nguyên nhân gây ra sự thiếu hụt hàng hóa tại Mỹ hiện nay và đẩy giá các mặt hàng lên cao. Theo báo cáo, tỷ lệ lạm phát trong tháng 9 tại Mỹ đã tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Các hãng sản xuất xe ô tô đã phải cắt giảm sản lượng, dẫn đến mặt bằng giá trên thị trường xe ô tô tăng lên và buộc nhiều người phải chuyển hướng sang mua xe cũ. Việc thiếu ô tô mới trên thị trường cũng khiến giá xe tại chợ ô tô cũ tăng một cách chóng mặt. Các nhà phân tích cho rằng tình trạng lạm phát ở Mỹ có thể sẽ không sớm kết thúc. Tôi cho rằng ngay cả Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cũng đang phải tìm hiểu xem liệu sự tăng giá hiện nay sẽ kéo dài hay không. Tôi cũng không biết tình trạng lạm phát cao có kết thúc vào cuối năm tới hay sẽ tiếp diễn sang các năm sau đó. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cho biết sẽ có biện pháp kiềm chế giá hàng hóa nếu lạm phát tiếp tục tăng cao. Nhưng từ nay cho đến khi Fed hành động, áp lực chi phí vẫn đang đè nặng lên với người tiêu dùng và các doanh nghiệp nhỏ.